Alo alo 1245678910. Alo. Xin chào tất cả các em. Alo. Thầy vừa phi về nhà xong và lên đây chiến với mấy đứa luôn. Ok, xin chào, xin chào các bạn đã làm đề này chưa nhỉ? Hôm nay tình hình thế nào, kết quả điểm ra sao nào? Xin chào. À, comment đây thầy đọc tên xem nào. Đâu hết rồi. Các bạn chia sẻ livestream về giúp thầy nhá. Ngày hôm nay thầy sẽ sau khi livestream cho các anh chị 2k3 xong ừ thầy chào Đỗ Hồng sau khi livestream cho các anh chị 2k3 xong thì thầy sẽ livestream cho các em 2k4 <laughs> ok mấy đứa vào đi các em ơi ừ, thầy chào Đỗ Thị Thu Uyên à, ok thầy chào Trần Duy Tân, Tăng Văn Linh, à, Trường Nguyễn các bạn uh, chia sẻ livestream giúp thầy nhé à, chúng ta sẽ cùng uh, tiếp tục uh, cố gắng là ngày nào thầy sẽ cũng sẽ về sớm cố gắng sắp xếp thời gian về và sẽ chữa cho các bạn 30 phút lý thuyết hóa mỗi ngày cùng các em thầy chào Trần Minh Thanh, uh, Phong Nguyễn Uh, Phạm Tân Tỷ Lê Thành Duy Xin chào tất cả các bạn Các bạn vào đi <laughs> Phước Long Ok Phước Long vào đi em Rồi Các bạn vào đi mấy đứa ơi Vào đi nào Rồi vào đi vào đi Chúng ta xem nào Có bao nhiêu bạn hôm nay thi nào Hôm nay có 8 ba bạn thi Và chúng ta thấy là trung vị là rơi 19 trên 28 Đúng không? Số bạn đạt tuyệt đối là 90 đúng không ạ? Và khá là cao đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây nhá. Rồi, trung bình uh, 19 uh, 790 uh, 835 bạn nhờ yeah. đạt uh, 19/28. Đấy các bạn xem qua nhá, đối thủ chúng ta làm bài rất là đông đúng không? Ok, thầy chào Gia Lạc Vũ Kim Tuyến. Xin chào tất cả các bạn. Uh, mỗi bạn chia sẻ livestream về giúp thầy cho đông đông bạn vào xem thì thầy cho chúng ta sẽ cùng chiến cái đề này nhá. Cố gắng là trong vòng khoảng chưa đến 30 phút thôi. Uhm. Uh, Đỗ Thị Thu Hiền. Rồi. Rồi. vào đi, Bùi Ngọc Minh, Lê Việt Thanh, vào đi, vào đi nhanh Khẩn Trương nào. Rồi các bạn vào đi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu để tiết kiệm thời gian tối đa cho mấy đứa nhá. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi nhở ừ, để thầy tí nữa thầy lại livestream tiếp cho các em 2K4 luôn. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Đào, chia sẻ livestream về giúp thầy đi cho đông đông bật vào xem thì thầy sẽ chiến đấu với các bạn à, từng ngày nhá, cố gắng. Các em nhớ là ngày nào mà chúng ta sẽ cũng cố gắng làm khoảng 28 câu lý thuyết là cũng hoành tráng rồi. Từ giờ đến lúc thi là làm khoảng hơn 30 đề là 30 đề lý thuyết này là cũng ngon đấy các em ạ. Cố gắng nhá. Ừ. Rồi, thầy chào Phạm Thùy Dương. Rồi các bạn comment đáp án cho thầy câu số 1 xem nào. Bắt đầu làm nhá, bắt đầu làm thôi. Thầy sẽ cố gắng làm sao mà soạn được cho các bạn hơn 30 đề. Khoảng uh, từ giờ lúc thi chắc nó rơi khoảng 35 36 đề đúng không ạ? Ngày hôm nay của chúng ta là còn 35 ngày nữa thôi nhờ. Yeah. Ừ, rồi vào đi nhanh Khẩn trương. Nguyễn Lê Hoài Ni sửa nhanh thầy ơi, chặn luôn. Ok. Rồi nhá, các bạn đừng dục thầy, thầy sẽ cố gắng làm sao mà phục vụ các bạn đến nơi trốn nhưng đừng dục thầy bởi vì thầy rất bí thời gian không có thời gian đâu à, để cho nhiều nhiều bạn vào xem đã thì chúng ta mới bắt đầu chữa được chữ đúng không ạ được rồi ok comment đã bán cho thầy nào thầy cảm ơn trần tá nhá câu số 1 kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất comment cho thầy nhá hỏi về tính chất vật lý của những anh kim loại đây nhỏ nhất là anh nào ạ nhanh comment các bạn comment để thầy kiểm tra xem nào đọc tên cái anh đấy là biết ngay anh nào nhỏ nhất rồi đúng không nặng nhất à, người ta có thể hỏi kim loại sau đây nhẹ nhất hay nặng nhất nhớ chưa thay bằng khối lượng riêng nhỏ nhất hay lớn nhất thì chúng ta biết thằng osimi nặng nhất rồi mà nhẹ nhất là mấy cái thằng kim loại kiềm trong đó cái thằng mà có cái tên là Liti ấy Li -ti là cái gì đó rất nhỏ đúng không nhớ nhá đáp án chúng ta chính là a thôi rồi câu số 2 chúng ta đáp án là gì đây kim loại kiềm kiềm thủ và nhôm được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp nào nhớ nào kiểm tra kiến thức của mình đi bằng phương pháp nào ạ điện phân dung dịch hay phương pháp nhiệt luyện hay phương pháp thủy luyện ạ comment cho thầy xem nào rồi nhớ nhá người ta sẽ điều chế các cái kim loại kiềm sản xuất các kim loại kiềm kiềm thổ và nhôm theo cái phương pháp ở trong công nghiệp gọi là phương pháp điện phân nóng chảy nhớ chưa nào chú ý thầy nhá đối với các kim loại kiềm kiềm thổ thì người ta có thể điện phân dung dịch muối đó à điện phân nóng chảy các cái muối cầu rua ha, ha halogen của nó còn nhôm thì điện phân nóng chảy cái anh nhôm oxit đấy, nhớ chưa câu số 3 nào khi mà cắt miếng natri kim loại để ở ngoài không khí ok bề mặt vừa cắt có ánh kim lập tức là bị mờ đi do natri đã bị oxy hóa bởi những chất nào trong không khí thì đáp án của các em là gì ạ câu số 3 đáp án của các bạn là gì ạ câu này thì là quá mềm mại rồi nhá ở trong không khí thì chúng ta sẽ chứa là gì chứa oxy và chứa hơi ẩm đúng không do đó mà natri chúng ta nó sẽ bị làm sao oxy hóa bởi anh này ok câu số 4 nào kim loại mà có số oxy hóa cộng 3 duy nhất ở trong các cái hợp chất của nó đó là anh nào đây nhanh khẩn trương khẩn trương nhanh cố gắng nhá Cố gắng là mỗi ngày làm khoảng gần 30 câu lý thuyết như thế này là quá ngon rồi Thực sự như thế và thầy sẽ soạn cho các bạn bộ đề khoảng 35 đề Như thế là từ giờ đến lúc thi các em sẽ gọi là tương đối là chắc cái phần lý thuyết à, Nhớ cho thầy nhé, sắt của chúng ta là trong những kim loại đa hóa trị Nhiều số số hóa canxi thì chỉ có số số hóa cao nhất là 2 Còn natri là số siêu hóa cao nhất là cộng 1 Còn canxi cộng 2, còn nhôm thì chúng ta là cộng 3 Nhớ chưa? Câu số 5 Câu số 5 đáp án của mấy đứa là gì? Các bạn khi các bạn làm các bạn mà nhìn thấy đáp án đúng cái phải chọn ngay nhé Còn đây là khi mà thầy dạy thầy phân tích cho các bạn thì thì nó sẽ mất thời gian hơn thôi à, Kim loại sắt không tác dụng nha Chú ý này không tác dụng được với dung dịch muối Nào sau đây thì sắt nó sẽ đẩy được các cái kim loại gì ạ Yếu hơn ra khỏi dung dịch muối Đấy, Vậy thì những kim loại uh, ca chiêm kim loại uh, tạo muối uh, mạnh hơn thì sắt nó sẽ không đẩy được Nhìn với đây nó đẩy được thằng đồng ra này Đẩy được thằng bạc ra này đúng không đẩy được thằng sắt 3 xuống sắt 2 nhưng mà không đẩy được cái thằng này nhớ chưa nhá yeah, nhớ nhá cô kế câu 6 rồi thiên thuận rất tốt vũ kim tuyến vũ kim tuyến này chăm chỉ nhá ừ, rồi ok thảo vi à, câu 6 là công thức của chrome 3 sun phát thì câu này là cho điểm thôi chắc chúng ta không cần phải băn khoăn nhiều nhỉ nhá chọn ngay nhá đáp án c chọn ngay không cần nói nhiều nữa nhá câu số 7 chất x được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất ammoniac, uh, vôi, vật liệu xây dựng, Uh, anh này là gì câu này học sinh dễ nhầm đây đúng không đáp án chúng ta đó chính là là, là nước vôi trong đúng không nhá yeah. vôi tôi à, uh, ok nhớ nhá câu này chắc là nhiều bạn có nhiều bạn nhầm không bạn nào làm trong ngành phu hô chắc chắn là câu này không thể sai đâu nhá câu số 8 nào trong chiến tranh sắp được uh, Việt Nam Mỹ giải xuống những cánh rừng hóa chất cực độc để nghe đây cái là biết ngay anh nào rồi nhằm phá hủy môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe của bộ đội cũng như nhân dân và bây giờ nó để lại những di chứng rất là nặng nề cho bà con đúng không đặc biệt những bà con ở vùng miền trung ấy à, dãy trường sơn đó là chất độc màu da cam màu da cam thì nó phải là thằng uh, dioxin nhá không phải là morphin nicotine hay là caffeine đâu nhá <laughs> nhớ nhá không phải chọn nhầm nhầm làm sao được những câu này đúng không câu này là chúng ta đã ghi nhớ trong đầu đối với người dân việt nam thì không thể là nhầm câu đấy đâu nhá câu số 9 nào rồi bạn nào mà comment mạnh ấy, thầy đọc tên cái cho phấn khởi nhỉ? Câu 9, trong các ion sau đây người ta hỏi em ion có tính oxy hóa mạnh nhất. Nào, mạnh nhất là người ta thường hỏi về phần phần kim loại ở dạng khử hay là dạng oxy hóa nó, người ta có thể hỏi là kim loại có tính khử mạnh nhất yếu nhất hay là kim ca trương kim loại có tính oxy hóa mạnh nhất yếu nhất thì theo chiều trong dãy điện hóa từ trái sang phải này thì tính oxy hóa nó tăng. Tăng thì cái thằng nào đứng đứng sau ấy, là thằng ấy có tính oxy hóa mạnh. Nhớ nhé. Thì nhìn vào đây chúng ta thấy là có anh nào đây? Uh, anh uh, tính công hóa mạnh nhất đó là anh uh, FE3+, các bạn viết ra cho thầy nhé Rồi, Khắc Duy, Vũ Kim tuyến Đào HT, Nguyễn Tuấn Anh, 9D Rồi, như thế này là, là đi thi là tự tin rồi, không sợ sai nữa rồi, đúng không, câu số 10 uh, Điều kiện thường x là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí Tức là m lớn của nó làm sao, m lớn của nó phải lớn hơn 29 uh, Khi hít phải khí này thì có cảm giác hưng phấn, đúng không, muốn cười Ôi, giờ muốn cười là khí cười Đúng không? Khí cười là một trong những sản phẩm khử của cái thằng thằng chúng ta làm bài toán về chất khử tác dụng ấy môi trường H cộng N3 trừ đấy đúng không? Khí cười chúng ta học từ hợp chất nitơ phốt học từ chương trình 11. Có số 11 nào? Hợp chất mà có cái tên gọi như thế này hiển nhiên nó có vòng benzen rồi cho vào đây là thừa, có tên gọi là gì thì đây là phần này là benzin nhá, benzin nhá. Nếu mà bỏ nhóm methylen này đi là, là phenin, nhớ chưa? Benzin, benzin đâu, benzin đâu, đáp án là D thôi benzin còn lại là acetat thì ai chả biết cái này các em hai cái tư các em cứ chỉ một giây thôi các em làm được ngay rồi đúng không câu 10 em dùng suốt nên nhớ ừ. câu số 12 câu 10 là câu gì mà ông dùng suốt thế à, dùng suốt à ông ngoại suốt ngày hít bóng cười ấy gì câu số 12 là nếu mà vật uh, làm bằng hợp kim nữa kẽm ở đồng đấy, bị ăn mòn điện hóa chú ý nhá bị ăn mòn điện hóa thì trong quá trình ăn mòn thì nhớ cho thầy là ăn mòn điện hóa thì à, kim loại nào còn mà có tính khử mạnh hơn thì nó ở ca tốt à, ở anốt ở cực âm ấy. trong cái pin điện hóa thì dấu điện cực nó khác với bình điện phân nhé đấy, nhưng mà cái quá trình à, tên gọi thì nó như nhau thôi và quá trình xảy ra là như nhau nhé. quá trình xảy ra ở anode thì bao giờ sẽ xảy ra quá trình oxy hóa vậy kẽm chúng ta đóng vai trò là anode và bị oxy hóa đúng không bị oxy hóa vậy đáp án là C thôi nhé 12C mạnh dạn tăng cò kết thúc phát bắn đúng không Sai sai là vứt đi nhá. Câu số 13 nào? Câu số 13 là chất béo là triester của glycerol và axit béo câu này là hiển nhiên. Triesterin rồi tóm lại hỏi triesterin là mãi rồi. Triesterin là một trong những cái gì ạ? Một trong những chất béo no nhá. Chú ý người ta viết hơi ngược một tí để ý cho thầy được chưa? Đáp án chúng ta đó là A à, được chưa? Ừ. Các bạn comment đáp án cho thầy đi, comment mạnh xem nào. Rồi, câu số 14 comment cho thầy đáp án nào. Comment mạnh lên để cho nhớ Yeah. mỗi lần mà các bạn comment là một lần các em tạo ra một cái hiệu ứng ghi nhớ còn thầy mà chữa là tạo ra hiệu ứng âm thanh hình ảnh kiểu đúng không à, câu số 14 nào em dung dịch mà sắt ba sun phát không chú ý này không phản ứng với chất nào sau đây thì nó phản ứng với sắt là chắc rồi đúng không à, nó không phản ứng với bạc em ạ à. đúng không nó phản ứng với lại thằng này OH trừ tạo kết tủa nâu đỏ phản ứng với ngày tạo kết tủa trắng rồi kết tủa nâu nâu đỏ đúng không à kết tủa trắng thôi BAS4 thôi Ê, vậy là đáp án chúng ta chắc chắn là B rồi ừ, Rồi ok bạn Nguyễn Phương Anh chuẩn rồi Phan Thiệu Anh chuẩn rồi Nguyễn Tuấn Anh, Tú Dương, Nguyễn Đạt Ở đây toàn thành viên lớp VIP nhỉ à, Còn mấy bạn ở ngoài ngồi uh, theo kiểu uh, chó xem tát ao à Thầy hay chơi rồi chó xem tát ao <laughs> Cái này là cho vui thôi Không có ý xúc phạm mấy đứa đâu nhá Nhớ thế Câu số 15 Nguyên số nguyên tử oxy ở trong phân tử fructose thì C6H12O6 rồi đáp án chúng ta là C thôi. Thì câu này là cho điểm rồi, không có gì cả. Câu số 16. Amin thơm có công thức, công thức phân tử như thế này, nó có tên gọi là gì? À, Vậy là anh này C6H5NH2 thôi, đúng không? C6H5 và NH2, anh này có rất nhiều tên gọi khác nhau và trong một trong những cái tên gọi rất là xịn của nó, đó chính là gì? Tên Gọi là là gì nhỉ? Có công thức phân tử C6H5NH2, 15, 16 đáp án chúng ta là gì? ạ? Amin thơm, công thức tử là là gì? pheninamin đúng không? Tên gọi theo gốc chức nhá, gốc chức đừng có chọn là B nhá. Nhiều bạn là mắt hoa chọn B là vứt đi nhá. Anilin thì mới mới là tên của anh này là tên thông thường của anh này nhá. Không lại vứt đi đấy nhớ nhá. Nhìn trông nó ná nhau nhiều khi là lại chọn nhầm sau đến lúc mà làm hết xong rồi ngoảnh ra mới thấy là sai mới đau đó nhá. Câu số 17 nào. Câu số 17, amino acid nào sau đây? À, trong phân tử chứa hai nhóm carboxin và một nhóm amino thì đó là thằng axit glutamic thôi không cần nói nhiều nhá yeah. cái này chúng ta làm quá nhiều rồi sai nữa thì còn nói chuyện gì nhá yeah. câu số 18 là quặng manhetic được dùng để sản xuất kim loại sau đây uh, manhetic thì sản xuất kim loại sắt nhá yeah. ngoài uh, ngoài các cái uh, quặng uh, manhetic ra uh, còn nhiều quặng khác của sắt các bạn nhớ siderite, uh, spirit uh, hematit đỏ nâu rồi vân vân và mây mây nhá yeah. thì nhớ giúp thầy nhá yeah. ok chưa câu số 19 câu số 19 liên quan đến cái phần kiến thức của polymer người ta hỏi em mà tơ capron à, tơ capron thuộc loại tơ nào à, nào 19 là gì thầy cảm ơn lê hữu lợi tặng sao cho thầy em nhé cảm ơn em rồi thiên thuận lê thành duy 19 em chọn d đúng rồi capron chúng ta thuộc loại polyamid thôi nhá à, đừng có chọn tơ vinlyc à, anh này là là gì anh này là tơ của chúng ta anh này là là là, là, là tơ ô long hay tơ Nitron nhớ chưa nha, nhớ nhớ nhá không phải nhầm hay nhà học sinh hay bị nhầm cái câu đấy á câu số 20 mươi em câu số 20 liên quan đến phần điện phân dung dịch một hỗn hợp các cái muối câu này thì thầy cũng đã chữa các bạn trong khóa vip rất nhiều rồi dung dịch x chứa các muối em có thể thấy ở đây nó gồm là muối một loạt các cái muối này đúng không người ta hỏi em này khi điện phân dung dịch kim loại cuối cùng chú ý nhá kim loại mà cuối cùng thoát ra ở ca tốt đúng không thì em thấy là ở đây ấy, những cái thằng mà ca trông kim loại kiềm này là nó không bị điện phân các bạn nhớ nhá để ý giúp thầy nhá ca chiêu ông kêu loại kiềm nó không bị điện phân đâu ở trong dung dịch ấy nếu mà đầu điện phân đầu tiên cái thằng fe 3 cộng này bị bị làm sao bị khử ở ca tốt trước nhá đấy, chúng ta có cái cặp là gì chúng ta có cái cặp ở đây là zn 2 cộng đấy. đấy trên zn đấy. Đấy, đúng không à, theo tính theo chiều tăng dần tính oxy hóa nhá à, chúng ta có cái cặp là fe 2 cộng trên fe này chúng ta có cái cặp là Uh, CU2 cộng trên CU này Chúng ta có cặp là FE23 cộng trên FE2 cộng đấy Mấy đứa nhớ thế thì Thầy viết rất nhiều cho các bạn rồi đấy Thì kim loại cuối cùng là phải là thằng này thôi còn gì nữa Đây 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 Kém Hoàn chúng ta là C Đúng không Ừ rồi ok Anh chị dáng thi thật tốt và điểm cắt cao nhé okay. Bạn nào 2K4 tuyệt vời thế nhỉ Đấy suy nghĩ tích cực như thế Câu số 21 là mấy đứa Câu số 21 đáp án của bạn là gì ạ uh, Chúng ta còn 10 phút nữa Hòa tan hết hỗn hợp gồm là sắt Ờ oxit sắt từ Fe34 và đồng có cùng số mol vào 2S4 thì chúng ta thu được cái dung dịch X gồm là dung dịch X này chắc chắn là chúng ta là sẽ gồm là Fe2 cộng rồi. Uh, đúng không? Uh, cùng uh, nếu mà uh, cùng số mol ấy thì kiểu gì thằng đồng kia nó sẽ cử thằng uh, sắt 3 xuống đúng không? Xuống S2. Chúng ta nhớ cho thầy nhá và tạo ra là đồng 2 cộng. Uh, trong này là H2S4 dư vậy là có H cộng dư. Uh, H cộng dư mà cho vào đây ấy, thì nhìn vào đây cho thầy là uh, nó hỏi là không tác dụng nhá, chú ý nhá. Đây là gạch anh này bởi vì có OH trừ kiểu gì ví dụ tác dụng H cộng chẳng hạn đúng không? hoặc hai ca ông này. Còn Mg2 cộng thì không rồi đúng không? Mg2 cộng thì không phản ứng luôn. Đúng rồi, đây có NO3 trừ chắc chắn là sẽ đây có chất khử đấy Tác dụng môi trường H cộng NO3 trừ còn nhôm thì là hiển nhiên rồi, phản ứng nhá. Đúng không? Ok. Câu uh, số 22 nào mấy đứa? 22. 22 là người ta liên quan đến bài toán là bài toán thủy luyện đúng không? Người ta nhúng một lá sắt dư. Câu này làm, làm sao nhỉ? có nhìn quen nhỉ? Nhúng một lá sắt dư vào trong các cái dung dịch ngày sau mà phản ứng lấy lá sắt ra thì có bao nhiêu trường hợp tạo muối sắt hai? Ôi cô này làm rồi. Nhờ, cô này như thầy làm cho mấy đứa rồi ấy. Đúng không? Nào để ý nào. Sắt mà muốn tạo ra sắt hai và đây là sắt của chúng ta là sắt dư nhá mấy đứa nhá. Sắt dư thì khi mà cho vào cái thằng FeCl3 này kiểu gì cũng chỉ tạo ra sắt hai đúng không? Viết ra nhá, thầy cũng viết rồi nhá. Nó không phản ứng với AlCl3. CuS4 thì nó đẩy thằng đồng hai cộng người ra tạo thành đồng và tạo muối sắt hai, đúng không? trì đây cũng thế nhá chỉ nó như kiểu thằng đồng ấy còn còn nó không ạ à? có ba thôi đúng không ba thôi ba là vứt đi đấy nha còn hai bốn đặc nóng này này chú ý vào nhá hai bốn đặc nóng thì nó tạo ra sắt ba sau đó sắt dư rồi nó lại khử cái thằng sắt ba xuống sắt hai vậy chúng ta ở đây có một hai ba và bốn và đáp án chúng ta phải là c đấy nhá ừ, thầy chữa không phải một lần đâu mà mấy lần nữa sao ấy chứ câu số 23 nào câu số 23 thì liên quan đến phần điện phân tiếp chúng ta điện phân là điện phân bổ dung dịch muối thì nhận thấy là giá trị ph ở gần một điện cực tăng nào giá trị pH tăng tức là cái cái muối đấy khi mà điện phân nó phải tạo ra ô hạn môi trường môi trường ba dơ môi trường kiềm đúng không OH trừ đúng không dung dịch muối đó thằng nào nhìn cái là chúng ta phải, phải chọn ngay rồi nhá nào, đúng không kiềm mà muốn tạo ra OH trừ chỉ có điện phân mấy cái thằng muối uh, NaCl KCl thôi đúng không nhá uh, để sinh ra là gì ạ hydro uh, OH trừ ở bên uh, catode ấy nhá và khí clo chúng ta thoát ở anode cái này mấy đứa viết đây, thầy không viết đấy nhá câu số 24 Ừm. Cái này thì chúng ta làm quá nhiều rồi đúng không? Ôn tập lại cho nó nhớ thôi. Câu 24 nào mấy đứa? Bây giờ người ta cho các bạn một loạt các cái este đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây người ta hỏi em số este có thể điều chế trực tiếp. Này, điều chế trực tiếp bằng phản ứng của ba uh, phản ứng mà của axit và ancol, axit carboxylic và ancol tương ứng ấy, người ta sử dụng axit 4 đặc làm xúc tác. Đấy. Thì nhìn vào đây. Ê, câu này thì phải để ý này nhá Điều chế trực tiếp từ axit carboxylic và ancol thì chúng ta sẽ có thằng acetate thằng acetate được không? không được nhá vì sao bởi vì thằng vininastat này sẽ được điều chế từ gì ạ từ axit carboxylic là, là axit uh, acetic với gì ạ với acetylen đúng không nhá nó không phải với ancol thế còn isoaminastat được quá thằng này cũng được phenin thì cứ ester phenol thằng này ester phenol thì đó là phải điều chế trực tiếp từ thằng nào từ thằng anhydrid acetic chúng ta với phenol Ê, thằng alin alin này được này Đấy, thằng à, alin à Start này được này vậy chúng ta có ba thôi đáp án chúng ta là b đúng không các bạn có chọn b không ừ rồi rất tốt thầy thấy có nhiều bạn chọn b đấy câu số 25 mươi nào câu số 25 hỏi phát biểu nào sau đây là sai thì các bạn thấy không mỗi ngày làm 30 phút uh, gọi là đảo qua một tí như thế thôi là kiến thức nó cũng vào đầu rồi giờ yeah. đảo đảo một tí thôi câu, uh, câu số hai mươi hỏi phát biểu sai nhé chú ý đọc kỹ cho thầy trong môi trường 3 giờ ô OH trừ Fruk và glu à, đúng rồi hai thằng này thì nó có thể chuyển hóa cho nhau trong môi trường oh UH trừ vậy coi đúng nhé, coi đúng em gạch đi, Đấy, đúng này gạch đi này Đấy, đúng không Fruk Đó chuyển hóa nhau, ok chưa? À, thủy phân hoàn toàn sen thì chúng ta thu được beta glucose này đúng rồi. Nếu mà thủy phân hoàn toàn tinh bột ý, thì thu được alpha glu. Vậy coi đúng gạch này. Trong dung dịch NH3 glu bị oxy hóa, à, bị à, glu oxy hóa à, AGNO3 oxy hóa khử chứ? Nhở, yeah, thằng này là động tác này là động tác khử chứ khử đây này bạc cộng xuống uh, xuống không khử chứ khử sai thằng này sai chọn rồi còn trong cái xanh tinh bột được tổng hợp trong quá trình quang hợp thì câu này thì Mũi rồi mỗi đốt in, inox rồi đúng không ok c mới tra google tra làm cái gì câu này thấy dạy nhiều thôi mà tra làm gì đúng không câu số hai sáu đâu nhanh khẩn trương câu hai sáu cho các phát biểu sau sụp uh, sục khí CO2 tới dư nhé Nghĩa là dùng dư thằng CO2 này cho vào natri aluminat Thì thu được kết tổ trắng Câu này chuẩn luôn thu được kết tủa trắng của chúng ta ALOH tất cả ba lần thôi nhỉ đúng không người ta hỏi em là số phát biểu đúng nhá để ý này phát biểu đúng quên mất không lại nhầm thu được là ALOH ba lần và natri hero carbonate đấy đúng không Ê, đấy tới dư đây vậy là câu A của chúng ta đúng em chọn này A à, đúng này ý B là các kim loại như là natri canxi và bari thì đều khử được nước để giải phóng hero ừ, câu này đúng đấy đúng không chọn đấy kim loại kiềm kim thổ để miếng gang ở trong không khí cái ẩm gang của chúng ta là hợp kim của sắt và carbon thôi. Trong không hiểm lâu ngày là sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa chuẩn rồi. Nếu ba thằng chuẩn nhé, ba chuẩn gạch c. À, khi điện phân uh, NaCl nóng chảy điện cực trơ tại K tốt, Ca tốt xảy ra quá trình oxy hóa. Ơi, ừ. K tốt làm sao xảy ra quá trình oxy hóa được? Quá trình khử chứ. Nha, bao giờ cũng thế nha? K tốt là cực dương, được chưa? Điện phân à quên nhầm điện phân là ca tốt là cực âm chứ. À, khử thằng này xuống uh, kim loại. À, sai. E, không dùng khí CO dập tắt đám cháy không thể dùng thằng này dập tắt đám cháy magie con này đúng rồi. Ok vậy chúng ta có bốn. Nè đáp án chúng ta là B thôi. Các bạn chọn B không? Trừ ý D. Bạn Nguyễn Thu Huệ đúng rồi đúng rồi đúng rồi tuyệt vời. Câu số 27 nào? Câu 27 bảy em. Câu số 27 đáp án của các bạn là gì ạ? Rồi Nguyễn Hữu Quang. Câu số 27 đáp án của bạn là gì? Câu số 27 người ta hỏi em là số phát biểu đúng nha mấy đứa Nào số phát biểu đúng này 27 đáp án của các bạn là gì ạ Full CO2 và đám cháy magie Nếu CO2 của đám cháy magie chúng ta học từ lớp 11 rồi đấy nhá Phần hợp chất của carbon đấy nhớ nhá Đấy, magie chúng ta nó có thể khử được 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 carbon trong CO2 xuống khí CO hoặc là khí xuống carbon đấy xuống thẳng carbon luôn nhớ nhá đừng có mà dập bây giờ bình thường đám cháy kim loại thì chúng ta có thể cháy hết thôi nhờ nhớ chưa hai bảy b ạ ừ rồi ok nào khi làm trứng muối ngâm trứng ở trong dung dịch natri bão hòa xảy ra hiện tượng đông tụ protein đúng ok thành phần chính của bông nõn là cellulose đúng uh, etin ethin ammonium nitrat nitrat ammonium nitrat vừa tác dụng sai ok uh, cả ba chất bút 2 n phenin acetylen acid formic phản ứng được với thằng này với thằng này là bình thường phản ứng được ag nó ba ít nhất là uh, ankin phải là đầu mạch đúng không? Vậy ở vị trí số 1 gạch. Uh, tơ nilong 66, tơ ô long, tơ capron, tơ tầm thuộc loại polyamid uh, thằng ô long này, ô long này là uh, nitron ấy, thuộc loại tơ Đúng không? gạch vậy đáp án chúng ta là hai, đáp án chúng ta là b thôi ok rồi rất tốt uh, chúng ta làm câu cuối cùng mà câu này nghe có vẻ hơi dài nhưng mà câu này ấy là người ta phiên ra thôi chứ thực ra nó không phải là khó khăn đâu nghĩa là nhìn qua thì các em thấy là cái bài toán gì đây nào đọc đầu bài một tí nhé đọc thì có vẻ hơi dài nhỉ tí nữa thầy đưa một cái hình vẽ xem có hình vẽ thí nghiệm đưa các bạn thì dễ nhìn à, thầy đọc qua một tí nhá à, thí nghiệm xác định định tính nguyên tố carbon và nguyên tố hydro ở trong xác carozer ok thì xác um, carozer đôi khi nó có thể thay được hay cái gì đó tóm lại là mấy cái thằng mà có carbon hydro oxy thôi à, tiến hành theo các bước thì đây thầy tô cho mấy đứa dễ nhìn bước một bước hai và bước ba vậy là cụ thể là có ba bước rồi bước thứ nhất là trộn xác carozer với đồng oxit à, rồi trộn với đồng oxit sau đó thì cho hỗn hợp uh, ống nghiệm khô được chưa rồi thêm tiếp một uh, gam đồng oxit để phủ kín hỗn hợp rồi tiếp nhồi một nhúm uh, bông uh, rắc một là đồng xuất phát khan khan thì thằng này màu trắng này thằng này khan là màu trắng này Đấy, nhá khan thì đồng xuất phát là màu trắng khi mà có nước vào cái thì nó lại chuyển sang là cộng với nước cái là nó chuyển sang màu xanh xanh của màu màu, màu của đồng xuất phát ngậm nước năm phân tử nước gì đó vào phần trên ống nghiệm số 1 rồi nút bằng cao su ống dẫn khí rồi các bạn đọc đi tí thầy cho hình vẽ là là nhìn ra ngay. Lắp ống số 1 lên giá vân vân và mây mây, rồi nhúng ống dẫn khí vào, ống dẫn khí tóm lại là ống dẫn khí ở đây á. Em nhớ là khi mà trộn với đồng oxit thì đây là cái phản ứng oxy hóa, cái thằng saccharose này không hoàn toàn. Đấy, bởi là gì ạ? Đồng oxit nhá, nhớ nhá. Bình thường người ta đốt đúng không? Nhưng mà đây người ta oxy hóa bằng thằng đồng oxit. Đấy, thì thu được khí ở đây là khí CO2 đấy nước thì thu được nước này đúng không thì nó đi qua cái thằng đồng xuất phát khan nó chuyển sang màu xanh này rồi nhận biết được có nguyên tố hero ok chưa sau đó có là co2 thì nó sụp vào bình đựng dung kiềm nếu có kết tủa nhá kết tủa là caoh tất cả à quên nhầm caco3 ấy nó làm mãi rồi thì nó sẽ là xác định có thằng carbon Rồi, dung đen côn đun ok bắt đầu nhá bây giờ thầy cho em nhìn hình vẽ có hình vẽ không nhỉ cho thầy tí thầy kiểm tra xem thầy có cái hình vẽ ở đây không thì tốt Ờ, có cái hình vẽ cho các bạn thì nó hay hơn nhỉ yên tâm thầy sẽ phục vụ các bạn nó, nó thật là chu đáo có hình vẽ đây rồi các em có thể nhìn cái hình vẽ này ấy là hình vẽ này là hình vẽ không phải của thằng xác mà chúng ta đang dùng tạm nhé à, chỗ này là của thằng uh, hỗn hợp này là của xác carozer nhé đấy. cho bột đồng vào đây Được chưa? em nhìn cái ống nghiệm nó phải bố trí như thế này đấy thầy thầy mô tả buổi thí nghiệm xong cái chọn phát biểu luôn À, bây giờ chúng ta trộn cái thằng xác này với với cái thằng này tác nhân oxy hóa thôi, trộn nó vào đây, đúng không? Sau bắt đầu là dùng ngọn lửa đèn cồn, Đấy, cái đèn cồn này trông hơi béo đấy, đúng không? Đun. À, nhớ là cái ống nghiệm này ống nghiệm số 1 này, đấy người ta ký hiệu đây là ống nghiệm số 2 này, được chưa? Thế thì bông tẩm đồng xuất phát khan này thằng này ban đầu nó màu trắng, bởi vì nó 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 khan, không có nước. Sau khi mà làm sao thằng này nó phân hủy ra CO2 này, phân hủy ra nước này, đúng không? Thì nước đi qua đây nó nó làm sao nó bị cái thằng đồng xuất phát khan đây là nó gặp đây thì nó tạo ra là CUS4 có thể ngậm đến tận 5 phân tử nước đấy. Thì thằng này nó chuyển sang là màu xanh. Nhá, màu xanh thì chúng ta nhận biết là có gì ạ? Có hero ở đây rồi. Nhá, ok, sau đó CO2, CO2 bắt đầu đi vào đây. Thì trong bình đựng dung dịch nước vôi trong thì nó tạo kết tủa CaCO3. Đấy, nhận biết là có thằng gì thằng carbon. Đấy, điều này nhận biết có carbon thôi. Thì đây là cái thí nghiệm phân tích định tính là chúng ta đã gặp rất là uh, nhiều rồi. Thì thầy xóa nó đi nhá. Bây giờ người ta hỏi em phát biểu nào? Phát biểu nào đúng mấy đứa? Chú ý cho thầy nhá. Em chọn cho thầy thế nào? Đáp án của em là gì? Đáp án của bạn là gì ạ? Phát biểu nào sau đây đúng nào? A, đồng xung phát khan được dùng để nhận biết nước sinh ra trong nghiệm đúng. Đúng không? A à, đúng nhá. Đồng ý thầy không? A à, đúng rồi, chắc đúng luôn còn gì nữa. Được chưa? Ý B nào. Thí nghiệm trên trong ống số 2 có xuất hiện kết tủa trắng. Đấy, ống số 2 thầy vừa nói đấy, ống số 2 chúng ta là có chứa 2 lần. Thế khi mà CO2 nó sụp vào thì nó tạo kết tủa trắng đó là gì ạ? CaCO3 thôi. Thì B này đúng rồi. Ở bước 2 ống số 1 lắp ống số 1 sao cho miệng hướng lên, hướng lên là sai, nó phải là trúc xuống. Đúng không? Đấy, nhớ nhá, trúc xuống để tránh cái hiện tượng là nước chúng ta nó chảy ngược lại ống nghiệm nó vỡ cái ống nghiệm của chúng ta khi mà chênh lệch về nhiệt độ nha. Ok, vậy là C sai này. D thí nghiệm trên còn được dùng để xác định định tính nguyên tố oxy ở trong phân tử. Không nó chỉ xác định là nguyên tố carbon thôi carbon và hero thôi em ạ. Oxy không. trong phân tử xác đúng không? d à, sai nhá. À, định tính thì không không định lượng thì có thể. Định lượng có thể nếu mà chúng ta biết khối lượng của thằng xác ban đầu đúng không? Nhưng mà định tính thì cũng không xác định được. À, đốt carbon hirat với lại đốt các các, các hydrocarbon thì như nhau thôi. À, kết thúc thí nghiệm tắt đèn cồn. À, tắt đèn cồn trước à. Để ống số 1 nguội hẳn tức là ống mà ống số 1 là ống chứa sắc rồi sau đó mới đưa ống dẫn khí ra khỏi dung dịch sai 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 thằng này sai rồi nhá thằng này sai vậy chúng ta là có hai thôi em ạ à, hai thôi thế bây giờ em nhìn đây này thằng này là sai rồi chỉ có hai thôi nhá à, vì sao nhỉ đấy này quay lại với cái thí nghiệm vừa nãy cái, cái thí nghiệm vừa nãy em thấy này khi em bố trí thí nghiệm thì em phải để ý giúp thầy nhá là cái ống nghiệm của chúng ta bao giờ nó có dấu hiệu là, là, phải được mắt đây là ống số 1 này phải được được hơi trúc xuống chúc xuống nhé để tránh hiện tượng là nước chúng ta đây này nước chúng ta sinh ra hơi nước nó sinh ra này thì nó phải gặp thằng này ở đây tập trung nước ở đây là một thứ hai là nếu em dốc ngược này, thì nước nó chảy ngược xuống cái cái hỗn hợp chúng ta đang đun nóng này, này nó vỡ cái ống nghiệm đi tất nhiên là thực tế là nó chả vỡ ở đâu nhá thế sau đó ống số 2 này ấy, thì em nhớ này khi mà kết thúc thí nghiệm nếu em mà tắt cái ngọn lửa đèn cồn đây thì áp suất trong này nó đang là lớn đúng không bây giờ tắt thì áp suất nó, nó giảm áp suất nó giảm mà trong này nó vẫn đang cái vòi ống này đang 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 ngập ở trong dung dịch nước vôi trong này thì nó hút ngược vào đây hút ngược vào đây mất nhá yeah. thì không được đồng ý chưa đấy thì ngày hôm nay là thầy phạm thắng đã giới thiệu xong cho các bạn 30 câu lý thuyết rồi các bạn cảm thấy thế nào nhở mấy đứa cảm thấy có hiểu bài không mấy đứa ơi các em đã cảm thấy hiểu bài không ạ vậy là chúng ta quên lại bảo hai ba mươi câu lý thuyết 28 câu lý thuyết mấy đứa hiểu bài không nhở comment động viên thầy nhé nếu em mà hiểu bài này thứ nhất thứ hai là em cảm thấy là cái chuỗi này nó có ý nghĩa với em ấy thì em có thể là comment cho thầy biết là một thứ hai là thầy hy vọng là mỗi buổi tối thì các bạn hãy sắp xếp một chút thời gian khoảng nửa tiếng thôi các em vào các em làm thầy không để em phải nhập cái họ tên cũng như không phải nhập tỉnh thành gì hết đỡ mất thời gian của em tiết kiệm tối đa thời gian của các bạn chỉ là em vào em làm bài tập trực tuyến để kiểm tra xem kiến thức của mình như thế nào mỗi ngày chỉ còn 30 phút thôi đúng không ạ nhá thì thầy sẽ cố gắng chiến với mấy đứa thầy sẽ dừng lại khi nào mà thầy thấy các em dừng lại được chưa thì thầy sẽ chiến hết mình với mấy đứa thì hãy dành cho là thầy những cái lời tri ân uh, gọi là chân thành thầy chỉ cần như vậy thôi. À, và nếu mà các em 2K4 uh, mà mong muốn đăng ký học của thầy thì mấy đứa uh, convert cho thầy nhá, có nghĩa là giới thiệu giúp thầy Phạm Thắng cũng như team tôi yếu học để thầy có thể đồng hành cùng các em ấy. Khi mà các bạn 2K3 chúng ta đã đỗ đại học rồi. Được chưa nào? thầy tạm biệt mấy đứa nhá. Và bây giờ thầy sẽ dành thời gian uh, để uh, dạy cho các em 2K4. Và nếu anh chị 2K3 nào muốn học uh, ôn lại cái phần kiến thức về este bài toán đốt cháy este thì các bạn có thể xem sau đây 15 phút các bạn 2K4 nếu đang xem thì chú ý là 21h15 Thầy sau khi setup máy xong thì thầy lên livestream cùng các em nhé Tạm biệt mấy đứa nhá See you next time